Sau 4 ngày tích cực vào cuộc truy xét, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiến hành bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Ngọc Nên, 27 tuổi, trú Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và Trần Văn Hiền, 18 tuổi, trú Tân Bình, Quảng Nam là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo đó, ngày 9 tháng 1, anh Đỗ Minh Vương trú tại quận Cẩm Lệ bị hai thanh niên lấy cớ hỏi mua điện thoại, dùng gạch tấn công cướp tài sản là một điện thoại iPhone trị giá gần 20 triệu đồng. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, ít người qua lại, đối tượng chủ động tháo biển số, bịt khẩu trang nên công tác thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13 tháng 1, Lê Ngọc Nên và Trần Văn Hiền đã bị công an quận Liên Chiểu bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện tiếp một vụ cướp tài sản khác. Được biết, Nên và Hiền vốn có nghề bán mũ bảo hiểm, thu nhập ổn định nhưng vì ham mê cá độ và nghiện ngập nên lâm vào túng thiếu, nảy sinh ý định cướp tài sản. Với thủ đoạn giả làm người mua điện thoại, hẹn các bị hại đến những khu vực vắng người qua lại để dễ dàng thực hiện hành vi. Nên và Hiền đã thực hiện thành công một vụ cướp tài sản và một vụ khác bất thành do bị hại cảnh giác. Hiện công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.